Vâng, nay là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023. Tôi đang có tuổi phòng xin kính chúc tất cả mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi là bước sang năm 2023 của cái Tết Nguyên Đán. Ngày hôm nay là ngày đầu năm thì tôi nay sẽ giới thiệu đến cho anh em một cái một dòng xe mà nói là đặc trưng của bên tôi Anh, đó là những dòng xe, những chiếc xe dưới 200 triệu. Những chiếc xe dưới 200 triệu, các bạn nghe kỹ nhé. Những chiếc xe dưới 200 triệu để các bạn có thể mua đi Tết, đi gia đình, chạy dịch vụ. Chỉ có những dòng xe dưới 200 triệu thôi, các bạn hãy để ý nhé. Và các bạn nào quan tâm thì hãy nhớ đăng ký follow cho em, nhớ đăng ký bình luận kênh cho em, nhớ đăng ký và thả like cho em. Vâng, các bạn đến trực tiếp cửa bên em, địa chỉ Tôn 1, Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng để xem và trải nghiệm. Và alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Gần Tết rồi mà em cũng bán, cũng gần vãn xe rồi, không biết là đầu riêng đấy gì mà bán đây. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa thì tối nay sẽ đi báo giá cho mọi người. Có giảm nhá, có giảm nhá, các bạn nghe câu có giảm nhá. Đầu tiên đây là một chiếc xe Toyota Vios màu trắng ngọc trinh, một chiếc xe sản xuất năm 2010, tên tư nhân biển Hải Dương, 34A59500. Chiếc xe thì còn đăng kiểm đến tháng 12 năm 2023. Một chiếc xe khá đẹp, bản limo lưng phu kịch đồ, đời 2010, máy 1.5 số sàn, với giá bán 189 triệu đồng. 189 triệu đồng đã lên màn hình, cam lùi, lợi thất, ghế da, gương kính chỉnh điện, đăng kiểm dài, màu trắng xịn. Và với giá 189 triệu đồng thì em sẽ bớt sâu cho anh em còn 180 triệu đồng cho đến 179 triệu đồng, tức là bớt sâu khoảng tầm 10 triệu về chiếc xe này. Màn hình cam lùi đầy đủ, xe đẹp không lỗi nhá. Đấy. Rồi ạ, tiếp tục thì ở đây chúng ta đang có thêm một chiếc xe Daewoo Gencha. Con xe này thì sản xuất năm 2010, form dáng rất là đẹp, đăng ký lăn bánh lần đầu 2011, biển Hải Phòng 15A00213. Chiếc xe thì sản xuất năm 2010, một chủ từ mới, xe gia đình sử dụng, tư nhân không khoa đục, không taxi, không dịch vụ. Với giá bán 145 triệu đồng, em sẽ giảm từ ngay đến Tết còn 135 triệu đồng, đúng giá không bớt cho tất cả quý khách hàng cũng như quý bà con. Đúng giá không bớt cho anh em. Đó, 135 triệu đồng thôi là quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe Gencha 2010, trang bị hệ thống nội thất rất là sáng sủa, ghế da cộng với lại la đăng đúc 4 bánh theo xe, hệ thống đèn rất là đẹp. Đăng kiểm thì sẽ đăng kiểm mới tinh cho mọi người. 145 triệu đồng là quý khách hàng đã sở hữu được chiếc xe này. Đăng kiểm thì vừa mới hết thôi và em sẽ đăng kiểm mới tinh cho mọi người nhé. Đúng 135 triệu đồng không bớt các bạn nhé. Vâng ạ, tiếp tục thì ở mía trong đây chúng ta đang có hai chiếc xe. Một chiếc xe nhập khẩu của Hàn Quốc, một chiếc xe lắp ráp tại Việt Nam. Đầu tiên là một chiếc xe Daewoo Lacity. Đây là một chiếc xe Lacity sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, bản Việt Nam ấy, 1.6, con này thì biển Bắc Giang, 98A04084, sản xuất năm 2009, số sàn 1.6, một trong những chiếc xe rất rẻ tiền ở cái phân khúc hạng C. Và nội thất của nó thì lúc này trời hơi tối. Và Tuấn Anh sẽ báo giá cho anh em về chiếc xe này là 148 triệu đồng. 148 triệu đồng bớt cho anh em còn 138 triệu đồng là anh em lên được. Sang bên đây thì chúng ta sẽ có một chiếc xe Hyundai Sonata. Nghe Sonata thôi thì các bạn nghe thấy đã sướng mồm sướng tai rồi. Chiếc Sonata này thì sản xuất năm 2004, phiên bản số tự động, máy 2.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, một trong những mẫu xe rất đẳng cấp ở phân khúc hạng C, khá là đẹp cho mọi người. Với giá 175 triệu đồng, tôi nay sẽ bớt cho anh em 10 triệu là còn 165 triệu đồng. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Nếu hết đăng kiểm thì em sẽ đăng kiểm lại. Hộp số tự động, ghế điện, cửa nhớ ghế 3 vị trí, biển Hà Lộ, 29A83756. Nếu các bác nào đang có nhu cầu muốn mua một chiếc xe số tự động mà dưới 200 triệu thì đây là một chiếc xe cực kỳ hợp lý dành cho tất cả mọi người. Vâng, tiếp tục chúng ta sẽ đi đây, ở đây chúng ta đang có một cái chiếc xe Toyota Vios. Con này thì hiện tại em đang bán là hơn 200 một tí. Nhưng mà với cái giá này thì tôi đây sẽ bớt xuống khoảng tầm 199 triệu là lên đường. Một chiếc Vios Limo 2011, phiên bản số sàn, máy 1.5. Con này thì tên tư nhân, biển Hải Phòng, màu đen, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2023. Đấy. Với giá xuống còn khoảng tầm 199 triệu là dưới 200 rồi, đúng không ạ? Một chiếc Vios Limo khá đẹp cho mọi người. Đó, biển Hải Phòng 15A36940, một chiếc xe cũng khá là ổn định cho mọi người. Tiếp tục thì ở đây còn chiếc xe nào không ạ? Đây toàn những dòng xe hơn 200 thôi. Đây ạ, đây có một chiếc Gencha nhập khẩu mới về đây.
Gencha nhưng mà nó là nhập khẩu nhá. Con này thì sản xuất năm 2010, đăng ký lăn bánh lần đầu 2011, biển 20A27343, sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, trang bị hệ thống Narandúc, hệ thống túi khí, hệ thống ABS và được trang bị khối động cơ nhập khẩu 1.2 thôi, với giá bán khoảng tầm 185 triệu đồng. Đấy, khoảng 180 triệu đồng này cũng bán luôn. Đấy, lợi thất rất là đẹp cho mọi người, màn hình cam đùi đầy đủ, nhập khẩu nguyên chiếc, bốn kính điện, gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe đầy đủ hết cho xe nhé các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe khá là ổn định cho mọi người luôn. Rồi, đi vào trong bãi thì chúng ta sẽ có những dòng xe nữa dành cho quý khách hàng, có cả 7 chỗ có cả 5 chỗ nhé. Chúng ta sẽ xem những cái dòng 5 chỗ trước, sau đó chúng ta sẽ tiến vào những cái dòng 7 chỗ cho quý khách hàng. Đấy, có rất nhiều sự lựa chọn để cho các bạn có thể lựa chọn về những chiếc xe mà mình có thể đi trong dịp Tết, mà mình có thể đi cả đời cũng được. Đây, ở đây chúng ta đang có một chiếc xe Daewoo Gencha. Con xe này thì sản xuất năm 2004, phiên bản số sàn, máy của nó là 1.5 bản đủ. Con này thì biển 24A18206, sản xuất năm 2008 và la đăng đúc 4 bánh đầy đủ hết theo xe, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Và với cái giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán là 125 triệu đồng. Nếu như quý khách hàng bớt thì cũng có thể bớt lên khoảng tầm 10 triệu nữa, hết chân tiền, không phải bớt nữa. Đấy, bớt cho anh em đúng 10 triệu nữa là cũng không phải là bớt nữa làm gì cả, đúng 10 triệu nữa là anh em lên được. Rồi ạ, tiếp tục thì chúng ta sẽ có những cái dòng xe hatchback, xem có xe nào nó rẻ tiền. Chúng ta sẽ xem, đấy chúng ta có xem nào, 1, 2, 3 chiếc xe mà dưới 200 triệu. Đây, đầu tiên đây chúng ta sẽ có một chiếc xe số tự động nhập khẩu bản 10 túi khí, trang bị điều hòa tự động, form dáng rất là đẹp, nằm ở một góc này đây, biển 20A47096. Đây là một chiếc xe Emerald, Emerald sản xuất năm 2011, hộp số tự động nhé, máy của nó là 1.8 bản cửa sổ trời. Vâng, trang bị 10 bóng khí, hệ thống điều hòa tự động, sản xuất thì lắp ráp tại Trung Quốc, với giá bán 198 triệu đồng, bớt cho anh em xuống còn khoảng 185 triệu đồng là Tuấn Anh sẽ bán cho mọi người thôi. Con này thì khá là đẹp, thực sự là với Trung Quốc thì Trung Quốc thật, nhưng mà chất lượng của nó thì khá là đẹp. Các bạn nhìn thấy này, từ phần túi khí này, táp lô táp ly này, sạch sẽ này, nhiều con xe Việt Nam không còn được sạch sẽ như thế này nếu đời 21 và với cái giá như thế này. Tất cả hệ thống táp lô táp ly của nó khá là đẹp như thế này, các bạn nhìn thấy này. Với giá chỉ có 185 triệu đồng thôi. Điều hòa tự động, hệ thống khóa khiển, máy chất gầm chắc côn số ngọt, cực kỳ chất, và xe thì rộng rãi. Rộng rãi cực kỳ luôn. Đó, tiếp tục thì chúng ta sẽ có những chiếc xe. Đây, nó có một chiếc xe Matiz ạ. Đây là một chiếc xe Daewoo Matiz sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn, máy 0.8, biển Hà Nội, 30A24409. Đây là một chiếc xe mà gia đình sử dụng, tư nhân, không khoan đục, không taxi, và xe của nó thì cực kỳ đẹp và không có lỗi. Với giá bán chỉ có bao nhiêu? 85 triệu đồng, thực ra thì chỉ có 85 triệu đồng thì quá đắt so với một chiếc xe Matiz. Nhưng để phải nói chất lượng của chiếc xe thì anh em không phải chê một điểm gì. Khẳng định với các bạn là không phải chê một điểm gì với một chiếc xe Matiz như thế này. Quá là yên tâm cho mọi người, quá là yên tâm cho mọi người. Vâng, chỉ có 85 triệu đồng thôi. Nghe thì giá thì có vẻ là rất là hãi hùng so với một chiếc Matiz. Nhưng nếu như quý khách hàng đến xem xe thực tế thì chắc chắn các bạn rằng cũng phải gật đầu rằng à, chiếc xe này đẹp nhưng mà giá cao tôi không với tới. Đó, tiếp tục ở đây chúng ta cũng có một chiếc xe số tự động biển 51F của Sài Gòn 07016, một chiếc Daewoo Gencha X. Con này thì sản xuất năm 2007, phiên bản số tự động, máy 1.2, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Con này thì nó rộng hơn Morning, rộng hơn i10, máy 1.2, bản đủ số tự động. Con này hiện tại bên em đang bán 179 triệu đồng và bớt sâu cho anh em khoảng tầm 10 triệu 169 triệu đồng là anh em có thể là mua được cái chiếc Gencha X này. Một chiếc Daewoo Gencha X cũng khá là chất lượng nhé. Ngang hàng với dòng Morning, ngang hàng với con Morning này. Morning này 2008 bán 189 triệu đồng, chắc bớt đi khoảng tầm 179 triệu, nó vẫn tầm tầm đấy. Nhưng Morning thì nó có cái gì đó, nó vẫn là thông dụng ở tại thị trường Việt Nam. Và Daewoo thì cũng vậy, Daewoo cũng thông dụng tại thị trường Việt Nam chứ không phải là không thông dụng các bạn nhé. Cái này 2008 bản SLX số tự động 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc và giá bán cũng chỉ có 179 triệu đồng thôi. Đấy, với con Morning này thì bán hơn rồi, với con Morning thì bán hơn rồi. Ở đây chúng ta đang có một chiếc xe nữa, đó là một chiếc Morning này, con này mới về, con này taxi ra, con này taxi ra nhé. Con này thì
À đâu, con này là không phải taxi, con này là không phải taxi, con taxi là con kia cơ. À, con kia cơ, con này là không taxi. À, con này thì bán 215, 1.25, bán hơn 200 tí, à, 200 nẻ. Đây, con này là 216 taxi ra này, bán cho anh em khoảng 199 triệu, đời 216 biển Hải Phòng 1530380. Một chiếc xe cũng khá là hợp lý cho mọi người. Đó, một chiếc xe cũng khá là ổn định cho mọi người. À, rất là đẹp, đúng không ạ? Vâng ạ, tiếp tục chúng ta sẽ kiểm tra tiếp ạ. Đây, chúng ta đang có một chiếc xe 7 chỗ Chevrolet Vivante 7 chỗ số tự động đời 2008 biển Cao Bằng. Con này thì biển 11A01455. Vâng, đời 2008 7 chỗ số tự động 2.0, xe đẹp không lỗi. Và với cái giá bán chỉ có 175 triệu đồng, nhưng ngày hôm nay tôi đang chỉ bán cho anh em 160 triệu đồng thôi, là các bạn có thể sở hữu ngay chiếc xe 7 chỗ số tự động này. Một chiếc xe đời 2008 rất là đẹp. Vâng, Hyundai Venna là chiếc xe tiếp theo mà tôi đang muốn giới thiệu trong ngày mùng 1 Tết nè. Con này thì hiện tại là 2008 số tự động, à, số sàn máy 1.4. À, 5 chỗ ngồi sedan 2 đầu, kiểu dáng rất đẹp và rất chất lượng cho quý khách hàng. Và với cái giá bán hiện tại thì Tuấn Anh đang chào bán chiếc xe này là 168 triệu đồng. Chắc là bớt khoảng tầm cho anh em khoảng tầm 8 triệu thôi. Lốp mới, đèn bi xenon siêu sáng, nội thất rất là đẹp, cam nùi cam hành trình. Tên tư nhân biển Hải Phòng. Giờ sang cái dàn 7 chỗ thì chúng ta sẽ tìm những chiếc xe nào mà nó dưới 200 triệu. Ví dụ như chiếc xe này. Đây là một chiếc xe Ford Everest 2005, phiên bản số sàn máy dầu 1 cầu 2.5, biển 29A72929. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp, đăng kiểm tháng 3 năm 2023. Và với cái giá bán hiện tại là 199 triệu đồng. 199 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu được chiếc Ford Everest 2005, xe đẹp không lỗi như thế này, máy dầu số sàn đó các bạn nhé. À, cực kỳ yên tâm và cực kỳ uy tín cho mọi người luôn. Với giá bán khá hợp lý như thế này thì chắc rằng các bạn sẽ sở hữu được chiếc xe này với giá khá hợp lý, 199 triệu đồng, có bớt sâu cho anh em xuống còn tầm khoảng 9 triệu đi. Ok. Ở đây chúng ta đang có thêm hai chiếc xe nữa. Hai chiếc xe mà em bán đồng giá khoảng 50 triệu một chiếc. Đó là hai chiếc xe Toyota Jay, sản xuất năm 1996 và 1997, nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật Bản. Biển Hà Nội 30A00005, 3 số 0 4 số 0 1 số 5 nhé. Còn đăng kiểm thì rất là dài, con này thì đăng kiểm đến tận tháng 5 năm 2023, con bên kia thì đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Và đồng giá cho anh em, sập sàn cho anh em là 50 triệu đồng một chiếc. Đấy, 50 triệu đồng một chiếc để cho anh em có thể mua được cái chiếc xe này, đúng không ạ? 55 triệu thôi, 55 triệu, hai chiếc xe dây đến từ thương hiệu của Hàn Quốc và Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc của Nhật Bản luôn. Rồi ạ, đi xem nào, xe nào. Các bạn nào mà quan tâm về những cái chiếc xe rẻ tiền thì chỉ có ở Tuấn Anh ô tô Hải Phòng mới đáp ứng đầy đủ những chiếc xe rẻ tiền cho mọi người thôi, chứ không có ở đâu quay những chiếc xe rẻ tiền mà có những chiếc xe rẻ tiền này để bán cho mọi người đâu ạ. Chỉ có bên em mới có thôi. Đây, đây toàn xe hơn 200 triệu Ford Everest này, Innova này. Đấy, rất nhiều, gần như là hết rồi. Ở dưới này xem có con gì không. Có đấy, sắp thấy rồi. Đây ạ. Gần hết rồi, ngày xưa nhiều xe dưới 200 triệu lắm, nhưng mà Tết nhất rồi, các bác mua cũng máu, ngày bán 6-7 con là cũng hết rồi. Đây, đây chúng ta đang có một chiếc xe Mitsubishi Jolly. Một chiếc Mitsubishi Jolly sản xuất năm 2003, phiên bản số sàn máy 2.0, biển 23A của tỉnh Lào Cai. Và với chiếc xe này thì hiện tại là Tuấn Anh đang chào bán với cái giá 99 triệu đồng, 7 chỗ ngồi, máy 2.0, thương hiệu đến từ Nhật Bản, Mitsubishi. Vâng, 7 chỗ ngồi 2.0, 99 triệu. Vâng, lốp treo sau, hệ thống đèn cột, máy của nó khá là chất lượng cho mọi người, đúng không ạ? Rất là hợp lý. Trên đây chúng ta đang có mấy chiếc xe 7 chỗ, còn 3 chiếc xe 7 chỗ nữa là hết. Vậy thì bà con nào nhanh chân nhanh tay thì hãy đến ngay gặp thằng Tuấn Anh này. Gặp thằng này thì các bạn sẽ có những chiếc xe khá đẹp, đúng không ạ? Không biết là ông ấy nói phét hay nói thật, nhưng mà ông nói rất hay, nhiều bác bình luận như thế. Nhiều bác đến xem mà ôi giời, ông thì nói kinh rồi, nhưng mà nói là phải có sách mách, là phải có chứng, các bạn phải đến trực tiếp gặp Tuấn Anh thì các bạn mới hiểu được. Đúng không ạ? Đây là một chiếc Nissan Grand Nivea. Đây có thể nói là một trong những chiếc xe sáng nước nhất này. Nếu như các bạn tìm một chiếc xe 7 chỗ dưới 200 triệu thì đây là một chiếc xe cực kỳ sáng nước cho mọi người. Chiếc xe đang đeo biển 23T05850, sơn xi màu vàng cát, sản xuất năm 2012, số sàn 1.8. Vâng,
số sàn 1.8, 7 chỗ ngồi, đời 2012. Con này thì nó hay bị lóc cửa nên em cầm chìa khóa cứ đi rồi. Nội thất con này thì cực kỳ là đẹp và rất chất lượng. Vâng, phải nói là cực kỳ và đẹp và rất chất lượng cho mọi người. 7 chỗ số sàn 1.8 bản đủ, trang bị la đăng đúc, hệ thống túi khí, gương kính chỉnh điện ABS đàng hoàng. Đó, con này bán 206 triệu, nhưng từ giờ đến Tết em chỉ bán cho anh em 196 triệu thôi. Quá ok cho mọi người, 196 triệu đồng thôi là các bạn đã sở hữu được chiếc xe này rồi. Đó, rất là đẹp cho mọi người nhé. Nissan Grand Livina đời 2012. Đó, tiếp tục là một chiếc xe nữa, đó là một chiếc xe Mazda Plymouth. Mazda Plymouth sản xuất năm 2003 nhé. Kém con kia 95 mà giá 168 triệu đồng. Có bớt cho anh em 8 triệu khoảng 160 triệu đồng. Con này thì đang đeo biển Hà Nội 29A83913. Sơn xi màu xanh và đường cái là số tự động. Đăng kiểm tháng 5 năm 2023. Hộp số tự động, xe rất là đẹp cho mọi người. Chỉ có 168 triệu đồng, bớt cho anh em 8 triệu là anh em lên đường, đúng không ạ? Lên đường đi đón cô dâu luôn, lên đường đi đón cô dâu luôn. Nội thất thì cực kỳ là đẹp và rất ổn định cho mọi người. Với cái số tiền khá là hợp lý như thế này thì chắc rằng bà con, các bác anh chị em sẽ có ngay một chiếc xe 7 chỗ cực kỳ hợp lý. Vâng, 140 triệu các bạn có tin được là có một chiếc xe 7 chỗ bản đủ đời 2008 không ạ? 7 chỗ bản đủ số sàn, thương hiệu đến từ Chevrolet, thương hiệu của Mỹ luôn chứ không phải là thương hiệu vớ vẩn đâu ạ. Bản đủ la đăng đúc, hệ thống túi khí ABS đàng hoàng, nội thất rất là đẹp. Mà trước đây em bán 155 triệu, bây giờ chỉ có 140 triệu thôi. Ok các bạn ạ, 140 triệu thôi. Ok cho các bạn, màn hình cam lùi, đăng kiểm dài tháng 5 năm 2023, nội thất ghế da mới. Vâng, quá ok cho mọi người, đăng kiểm tháng 5 năm 2023. Vâng, quá ok để cho anh em có thể là mua được chiếc xe này cho mọi người. Vâng, 140 triệu thôi. Đó, đó là những cái gì tinh túy nhất, những cái gì mà dưới 200 triệu, những gì mà Tuấn Anh vừa giới thiệu, đó là một trong những chiếc xe bản dưới 200 triệu. Ok, cảm ơn tất cả mọi người cũng như quý khách hàng và quý bà con, cô bác, anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo. Vâng.